Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K Adventure. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y and K Adventure. Hôm nay có một sản phẩm mình muốn đập hộp cho mọi người xem. Đó là cái tủ lạnh 12V xài ở trên xe. Đây là cái tủ lạnh này. Và bên cạnh đó mình có cái cover cho cái tủ lạnh để giữ nhiệt cho cái tủ lạnh, không bị nóng khi mà trời nóng á, thì nó sẽ lạnh tốt hơn. Và có một cái bộ là mounting bracket để secure cả cái tủ lạnh lại. Khi trên xe đi á, lúc mình quay thì nó sẽ không bị slide, thì không tốt cho cái tủ lạnh. Bây giờ đầu tiên mình sẽ mở cho mọi người xem cái tủ lạnh này nhá. Đây là cái tủ lạnh của Kings. Tủ lạnh này là dung tích là 75 lít. Và đặc biệt một cái là loại này là dual zone, là hai bên các bạn có thể set up một bên là một ngăn đông và một bên là một ngăn lạnh đó, mà chọn bên nào cũng được, chứ không nhất thiết là bên này phải đông hoặc là bên này là phải lạnh nhá. Hai bên là đều đổi được như nhau. Và thêm một cái nữa đặc biệt là cái nắp này này có thể mở được từ hai hướng nếu mà các bạn đổi lại nhá. Đó, thì mình mới đổi lại bên này cho mọi người xem này. Đó, thấy chưa? Thì tùy vào mỗi xe thì cái đường dây điện của cái hộp này là nằm ở bên này, và hệ thống pin của mình nằm ở bên này á, thì mình sẽ muốn mở ở đây. Thì bên này á, mình sẽ đổi lại để giống như bên này cho tiền nhà mình. Còn không á, thì mình phải quay lại bên kia thì đường dây điện là đi dài hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là cái cách đổi cái nắp này như thế nào nhá. Khá dễ nhưng mà tại vì nó mới á, cho nên là hơi cứng. Thì nhắc lên như vậy, ở sau này này là có một cái lẩy, thì mình chỉ việc đẩy thẳng lên thôi, nó đi theo cái chiều như thế này này, cong lên như vậy là ra được. Đó này, giờ thẳng cái là lên đó, mọi người thấy hay không? Bây giờ cho vào thì dễ hơn nhiều. Cho vào á thì mình chỉ cần để thẳng như vậy vào, là có hai cái chốt này này đó, hai bên, thì để vào cái khe của nó đấy, xong cái slide vào. Đó, khi mà nó thẳng xuống như vậy thôi, mọi người slide đẩy mạnh vào là được. Đó, bên này vào rồi. Nếu mà có hai người á, một người giữ một người đẩy á, thì dễ hơn. Rồi, nó lầy. Đó, dỡ lên. Nó cũng dễ. Thì cái tủ lạnh này á, là ở bên này có cái panel để chỉnh nhiệt độ cho cả hai bên nhá, là có đánh dấu là chỉnh bên này là của chỗ nào và bên này của chỗ nào luôn. Đây là có cái chỗ cắm dây điện. Thì khi mà mua tủ lạnh này á, là người ta cho mình á là hai loại dây. Để mình mở cho mọi người xem. Đây, một cái á là gắn điện 240V ở nhà, nó qua cái bộ chuyển đổi này. Thì ví dụ như á, khi mà các bạn có tiệc ở nhà mà muốn dùng cái thùng này để mà bỏ bia party ở ngoài trời thì rất là tiện luôn. Và cái thùng này rất là nhẹ, hai người khiêng là vô tư. Còn đây, cái này á là gắn lên trên xe qua cái cổng secret light đây. Đó, nó cũng đơn giản chứ có gì hết á. Thì khi mà mình gắn cái này vào, xong cái gắn cái này lên trên xe là tủ lạnh chạy, xong cái set nhiệt độ muốn chỗ nào đông, muốn chỗ nào lạnh là xong. That's it, simple. Lý do vì sao mà mình chọn cái hàng này mình mua là tại vì á, trong cái clip đợt trước là mình có tạo ra một cái hệ thống điện solar năng lượng mặt trời và cái bình điện thứ hai dành cho xe để đi cắm trại. Và trong cái project đó mình có nói là mình build một cái hệ thống với cái dạng là budget build, là tiết kiệm nhất có thể mà phải hợp lý. Thì mình có để cái link đây, mọi người nhớ theo dõi nhá. Thì nguyên cái hệ thống này mình muốn là làm một cái hệ thống tiết kiệm tiền nhưng mà vẫn xài được đủ chức năng để cho những bạn mà muốn làm á, có thể xem và tham khảo thêm. Cho nên cái tủ lạnh này á, là hôm mà mình đi xem á, là giá gốc của nó là 700, nhưng mà hôm mình đi xem á, là còn 399. Cho nên là tụi mình quyết định là mua cái này về để mà review cho mọi người xem luôn, và xem thực sự nó có tốt không. Thì hôm nay là cái clip đập hộp, và mình sẽ quay mình lắp đặt ở trên xe như thế nào, và mình sẽ dùng một thời gian á, xem nó có tốt không, rồi mình sẽ review thêm cho mọi người. Nhưng mà trước khi mua cái này, mình cũng đã coi sơ qua review ở trên mạng, thì thấy mọi người xài cái tủ lạnh này á
rất là happy luôn. Ít người phải mang cái tủ lạnh này quay lại shop để mà bảo hành. Cho nên á, tụi mình quyết định là với cái giá thành này á, mà để mua được một cái tủ lạnh mà 75 lít như thế này á, mà còn đua ở zone nữa, rất là khó kiếm, không thể nào kiếm được cái nào mà đua ở zone như thế này ở trên thị trường luôn. Chỉ có cái hàng King này thôi. Cái hàng King này á, là người ta làm ra để giống như kiểu cho mọi người đi camping mua đồ dễ dàng hơn, giá thành kiểu hợp lý, không phải để nổi mắt. Chứ những cái tủ lạnh mà 75 lít của những cái thương hiệu lớn á, là cái này phải trên hơn 1.000 đồng, cỡ khoảng 1.200, 1.300, có thể hơn nữa. Cho nên tụi mình á, cũng mong muốn là mua cái tủ lạnh này để dùng, để cho mọi người tham khảo thêm là có nên spend tiền ra để mà mua cái tủ lạnh này hay không. Còn bản thân mình á, mình đập hộp ra, mình thấy như thế này, với cái giá tiền mình bỏ ra, mình cảm thấy rất là vui luôn. Bây giờ mình mở ngăn bên này cho mọi người xem nha. Ngăn phía bên này á, là sẽ nhỏ hơn bên kia, tại vì có cái chỗ compressor ở đây này. Đó, thì ở trong này có một cái tray kéo lên lúc mà muốn lấy đồ. Đó, các bạn vẫn có thể để đồ được ở bên này nhá. Hình như mình để ở đây có một cái đèn LED hay sao này. Đó, chắc là vậy. Thì có thể lúc mở ra đèn sẽ sáng trong này dễ lấy đồ hơn. Rồi, đây là cái panel để mà điều chỉnh nhiệt độ này. Đó, thiết kế rất là gọn gàng và dễ sử dụng luôn. Rồi, còn bên này là cái ngăn để đồ khác. Thì mình nghĩ là bên này mình sẽ làm ngăn lạnh, còn bên kia là sẽ làm ngăn đông. Tại vì đồ mà để đông lạnh thì mình không cần nhiều. Thấy chưa? Đó, cần lấy đồ sạch ra, sau phải để vào lại. Rất là dễ dàng luôn. Đó, rất là đơn giản. Tiếp theo, mình sẽ đập hộp cả cái túi này dành cho cái tủ lạnh. Thì mục đích sử dụng cái túi này á, là thứ nhất là chống va đập. Khi mà các bạn để đồ xung quanh tủ lạnh á, là nó bảo vệ được đỡ bị trầy xước. Đó. Thứ hai nữa là trong cái túi này nó có cái foil thì giúp cho cái tủ lạnh là giống như cách nhiệt thì sẽ làm lạnh tốt hơn. Và tiếp theo á, là trong cái túi này nó có cái lưới ở nơi chỗ compressor á, thì lúc mà hơi nóng đẩy ra ngoài á, sẽ qua cái lưới này thì giúp cho cái tủ lạnh là đỡ bị nóng hơn. Đó, bây giờ á, mình sẽ mở hộp cái túi này cho mọi người xem này. Thì mình khuyên là nếu mà ai xài tủ lạnh á, thì nên mua cái túi này luôn, để nó bảo vệ nó vừa mới này, mà nó vừa giữ lạnh lâu nữa, mà giá thành nó cũng để nổi mắt. Thì mình mua thì mình phải hỏi người ta là muốn mua tủ lạnh và cái túi này thì sẽ có cái combo đi cùng, giá nó sẽ khác là các bạn mua rơi từng món nhá. Túi này bình thường là bán là 80 đô một cái, nhưng mà tại vì mình mua combo cả tủ lạnh cả túi này, cho nên là thành ra cái túi này chỉ có là 70 đô thôi. Và trên giấy có ghi là túi này sẽ được bảo hành 12 tháng nha mọi người. Đây, mọi người coi ở trong này. Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái túi này vào cái tủ lạnh luôn, để cho mọi người xem sau khi gắn thì như thế nào nhá. Gắn cái túi này vào thì khá dễ. Thì mình vừa mới nhờ vợ mình phụ mình một tay để bỏ ở dưới xong. Bây giờ chỉ cần để cái này lên, kéo cái dây kéo lại là xong. Đó, thì làm như thế này lúc mà để trên xe nó sẽ không bị va đập, đỡ xước cái tủ lạnh. Bây giờ còn một cái sản phẩm cuối cùng mình muốn quay cho mọi người xem nữa, là cái bộ này á, là cái bộ Fridge Tie Down Kit. Tại vì cái tủ lạnh này, cái handle của mình nó không như mấy cái tủ lạnh khác là có cái mà xách ra đó, thì có thể dùng dây strap để tie từ cái chỗ đó luôn được. Nhưng mà do tủ lạnh này người ta làm như vậy á, để cho nó gọn á, thì không có, thì phải mua thêm cái bộ này để gắn vào, để sẽ cứu cái tủ lạnh ở trên xe. Thì cái bộ mà Tie Down Kit này á là 20 đồng. Thì trong này á, là có 4 sợi dây strap. Mình thấy 20 đồng khá rẻ nhá. Tại vì nếu mà mua 4 sợi dây strap này mua ở Bunnings á, là cũng đã mười mấy 20 đồng rồi á. Và người ta cho 4 cái bracket này để gắn lên cái fridge nữa là xong. Rất là dễ dàng luôn. Gắn hai bên hông này nha mọi người. Có cái vít sẵn rồi. Để tháo cái vít này ra thì các bạn cần cái
loại đầu là Star nhá. Mà cái này là T45, là cái bự nhất luôn á. Như vậy là xong, bây giờ chỉ cần mang ra xe, gắn dây điện vào, xong rồi thay mấy cái này xuống xe là xong, chắc chắn là có thể xài được. Một cái tip nhỏ dành cho mọi người, nếu mà ai muốn mua đồ của King á, thì cái giá của người ta để á, thì sẽ thường mắc hơn. Nhưng mà các bạn cố gắng xem và đợi lúc sale á, tại vì người ta ở đó là sale gọi như là cái deal hàng ngày luôn. Thì mọi người cứ xem, xong như mình á, mình sẽ screenshot lại để xem cái giá ngày đấy bao nhiêu, rồi đợi cái giá mà xuống thấp nhất á thì mình sẽ đi mua, chứ mình không có mua cái giá lúc mà mắc nhất. Ví dụ như cái tủ lạnh này của mình, thì sau mấy ngày vật lộn với cái hệ thống điện solar năng lượng mặt trời này của mình á, thì bây giờ mình đã hoàn thành xong hệ thống điện. Mình xài cái này qua mấy ngày rồi, bây giờ mới quay lại cho mọi người xem review á, để mà biết coi nó có tốt không á. Thì nó cực kỳ là tốt luôn. Đầu tiên mình thử cái chế độ economy để xem nó tiết kiệm điện không á. Thì thường mà mình đi về buổi chiều, xong mình đậu xe từ đó tới sáng hôm sau mình chạy tiếp á, thì qua một đêm á, nó tụt cỡ khoảng 6-7% đó. Còn mà mình để cái chế độ maximum á, thì nó cũng chả khác biệt gì. Khi mà các bạn set up cái maximum á, mà cái nhiệt độ nó đi xuống, ví dụ 0 độ chẳng hạn, thì maximum hay là economy á, nó giống nhau, nó không tốn bao nhiêu điện hết á. Đó, thì qua đêm á, cỡ khoảng 6-7%, có khi tới 8%, tùy ngày, tùy cái nhiệt độ mà ngoài trời á. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem ở trong này này. Hiện tại nhiệt độ mình đang set á, là một bên 0 độ, còn một bên là 0.1, để coi cái nước ở trong á nó khác biệt như thế nào. Đó, thì 0 độ á, ở đây là phía bên này, còn bên này á, âm 1 á, là phía bên này. Rồi bây giờ mình mở ra cho mọi người xem ở trong này nha. Đó, trong này thì mình có thử để chocolate này, rồi đồ uống này. Đó, cầm cái chai là lạnh, mình thử uống cái này á, so với nước trong tủ lạnh á, là ở đây uống đà hơn, tại vì đúng cái nhiệt độ mà mình set up á, trong tủ lạnh ở trong nhà á, là nhiệt độ nó không xuống cỡ này đâu. Đó, rồi, bên này nhá. Đây, bên này vậy. Tại hiện tại á, là mình để thử cho nên mình để nước thiệt đầy. Thế còn bình thường mà đi cắm trại á, là một bên mình sẽ để nước, còn một bên mình sẽ để đồ ăn. Đó, thì cái chai nước cầm vào thì là lạnh ngắt luôn. Mình thấy từ ngày có tủ lạnh này á, rất là tiện luôn. Trời mà nắng nóng á, đi ra xe, chỉ cần giở cái tủ lạnh này lên thôi, đó là có nước mát, quá đà luôn. Chứ nước mà để trong xe á, nó nóng lắm. Đó, mà nếu mà như cái tính của mình mà chạy đi mua nước á, thì mình cũng khá lười. Thay vì ở trong xe rồi á, sẵn rồi á, thì đi ra lấy uống rất là thoải mái. Đó, thì giá thành của cái tủ lạnh này á, nó cũng không để nổi. Các bạn đợi sale mua thì giá nó rất là hợp lý luôn. Và mình không biết là cái tủ lạnh này xài trong vòng khoảng 2-3 năm á, thì nó có bền không. Nhưng mà trước mắt á, với cái lượng nó tiêu thụ điện này, nó đáng bao nhiêu này, một cái bình điện của mình là dư xăng để mà xài luôn. Mình thử đầu cái xe này ở đây khoảng 1 tuần rồi, xe nó nổ máy luôn. Cho cái tủ lạnh này chạy theo cái kiểu là maximum luôn á. Đó, mà nó tụt cỡ khoảng 10%, xong cái buổi ngày là sạc, xong cái qua đêm là tụt 10% lại. Là nếu mà mình đi camping á, mà mình xài thêm mấy cái đèn chiếu sáng này nó nữa, thì mình nghĩ là cái hệ thống điện này của mình á, chắc mình ở trong chỗ cắm trại 1 tuần chắc nó cũng không hết cả cái bình điện của mình quá. Thì cảm thấy nó rất là tiện luôn. Tại vì là bây giờ mình đi á, mình sẽ mang rất là ít đồ, hạn chế hơn là lúc trước nữa. Tại vì những cái đồ điện đèn chiếu sáng này nó là nó ở trong xe rồi, mình cần phải cầm những cái cục pin mà cái ta nhiều nữa, hoặc là những cái cục pin đi quát cho cái cưa của mình nhiều nữa, là nó hạn chế cái ký lô rất là nhiều, và giúp cho mình á, đi cắm trại á, mình phải đỡ bưng vác nhiều. Đó, giống cái cưa mình chỉ cần cầm 2 cục pin thôi, rồi cầm được cái sạc nữa vào trong xe, là khi mà sai một cục này hết, mình cắm vô mình sạc được liền, rồi có cục thứ hai. Tại vì 2 cục là dư xăng này, một lần mình cưa mình không cưa hết 2 cục được, thì có một cục sạc, một cục sạc là thoải mái rồi. Đó, rồi còn ví dụ như đèn chiếu sáng á, bây giờ thay vì lúc trước phải mang cái pin theo thì mình xài được cái đèn, bây giờ chỉ cần mang cái đèn đi thôi, cắm thẳng vào đây. Bởi vì mình mới làm nhiều cái hệ thống mà USB là vì như vậy. Đó, rồi ai muốn sạc cái gì thì có thể sạc vào đây nữa, nó rất là tiện luôn. Đấy, thì mình cảm thấy rất là ưng ý về cái hệ thống tủ lạnh này, rồi cái cùng với cái hệ thống điện này của mình. Về cái compressor của cái tủ lạnh này á, là khi mình chạy thử vài ngày á, thì mình thấy là
nó cũng bình thường thôi, chứ không phải là nó tạo ra cái tiếng để gây cho các bạn cảm giác khó chịu khi ở trên xe. Đó, với là cái vỏ bọc này này là mình thấy rất là tốt, cực kỳ recommend cho các bạn nếu mà các bạn xe tủ lạnh luôn. Thì mình dùng cái súng mà để đo nhiệt độ á, thì nhiệt độ cái vỏ này này khi mà không có cái bảo vệ này với cái có cái bảo vệ này là nó khác nhau khoảng 4-5 độ luôn. Đó, thì cái việc mà xài cái này á, nó giúp cho cái tủ lạnh á nó giữ được nhiệt độ lạnh, thì tủ lạnh nó sẽ không phải hoạt động hoài. Đó, vừa giúp cho cái compressor mà vừa giúp cho cái pin á nó đỡ bị tiêu hao năng lượng nữa. Nó cực kỳ tốt luôn, cho nên là cực kỳ recommend mọi người xài cái vỏ bảo vệ này nhá. Đấy. Rồi có đồ gì mà va đập á thì nó bị xước ở ngoài này thôi, chứ không bị xước vô cái tủ lạnh. Thì lúc mà các bạn muốn upgrade, muốn bán á thì cũng dễ nữa. Đó, nó giữ được cái giá trị. Mình xin tổng kết cái video review cái tủ lạnh này của mình ở đây. Thì mọi người xem video, nếu mà có câu hỏi gì thì nhớ thả ở dưới bình luận để mình xem và mình trả lời cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.